Hello, what's up guys? Susah dengan aku nih, welcome back to channel Homie Update. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. I get those goosebumps every time. Yeah, when you miễn từ tôi bộ đề men rùa sỏi bộ phát triển của bài game online kiểu phát triển lên android đây là bạn nong facebook khuyết tâm dẫn link ở các description rồi từ bạn nong mua từ sập lấy số năm phần trăm của số trăm số bảy số cao pp trong facebook bài đam ok chân người đang cứ nhau một vừa chỉ muốn đang quest boot camp step của mỗi như thế cái step sẽ chân giờ đang tham gia phát triển cho một game đoàn thế này chân step của mỗi đang cứ tìm mùi cứ ở get level 5 distinction chẳng là lời dương cho lại distinction và dương đi cứ lại training nâng này cứ lại nít cứ nhóm level 2 và mùi chẳng nhóm ọt bỏ rộng cái cứ nhóm ban viết đề đầy tầm đó chẳng dương tuổi mà thầm về mùi mới về mùi cứ nó xin ngay là dương ban level 2 và mùi mình tầm khăn thang lại trên đó có special thì cứ tầm khăn lại distinction cứ level 5 và mùi chẳng lại nhóm level 2 chứ này chẳng nhóm ọt bỏ rộng thế cứ nhóm ban đề đầy tầm đó ok chăng mà tập mà tp cứ gửi ở dương equip 3 fire skin nâng này cứ dương equip lại fire arm skin cứ skin gắn nâng dương cho làm bị thật lục ngó dương cho bị thật fire arm nâng máu nâng này hay dương equip với dùm đồn pram skin cứ skin nhóm cứ miên chán nhóm bàn equip với hai nhóm bàn bẹo với hai ấy chăng cứ nhóm bàn via đại đại tầm đó ok bẹo về mấy còn là cho máu còn là cho lại fire arm á hay là như hở chỉ một skin nào mà ôi thôi mình skin đang dùng bẹo skin đang bảo bạn đấy cứ gặp bẹo thế anh cứ skin xịn mình chắc gì còn là bẹo về bạn đấy nặng ấy mùi hai pi bay buồn pram bẹo bạn anh đẹp mình skin đấy nặng ấy bẹo bạn pram skin nên tới skin đấy các bạn skin xịn các bạn skin cả xuống các bạn này ở dương bẹo skin phải chỉ gold có skin phải chỉ cả diamond các bạn cái này ok chắc là tp tập quan năng đấy lấy dương châu mà lại tị bay vĩnh tị bay cứ cho dương rich platinum tire nâng này cứ cho dương ban rank platinum nâng này cứ là ní cứ nhóm rank grandmaster anh chân cứ nhóm ban về từ đây tầm đó ok anh chân là ní dương châu từ mười tị buồn mà đó tị buồn cứ cho dương rich level 15 nâng này cứ lại level đi lượng môn chân cứ nhóm lại là vậy là sam sao bác kinh chân cứ nhóm ban video tầm đó nick lại là vậy lại nhờ lại nhờ nè nick lại chung nhóm nắng cứ cao chung nhóm nắng cứ đã là vậy là sam sao chân nhóm ban gì ấy của kia ao dương trong ta là vậy đập pram thế chân nhóm về sam sao cứ nhóm ban video tầm đó ok chân là tiếp pram này cứ kia ao dương draw đập explain box chân lại draw đập explain box nắng cứ dương có chi ở đây mình thế đây cứ dân cho mò lại phía thật story mà nè nâng ấy sẽ tự supply bộ đập ấy nế cứ là ok khơi nhớ đập ấy đập ấy nâng à đập xin là nâng cư mà bọn thùng bởi diamond hay lại fire arm nế cư bởi cái diamond nâng đập ấy cư hai dân ai trò chia nế cơ bản nế chia gồ bá ta nhau mình gồ bá thế ok chẳng phải ai à nế cư dân trò đập ấy đáy cư mà bọn mà rồi hai diamond dân ai trò chia vần thật khít mà nâng sao xin bởi vần thật khít của bạn ta nhau mà ta mình vần thật khít cực tế cho mấy trò thế ok chân này là cái ai trò chỉ đánh mất các bạn trò chia bên khi các bạn có là cái ai trò lại spring supply này các bạn này cái này là cứ ở mọi cây này trò lại này tới cứ ba này thêm lôi lôi ra lại nhóm sạc trò đọc ở phía mới ok chứ nhóm trò trong này mà các bạn ok chân nhóm trò hỏi cứ nhóm ban tại skin ông là bạn bạn mua hình ảnh cho mọi khao này cứ ảnh cứ nhóm ban skin epic lục này epic cứ bò nó chân rí cứ bò liên lại cứ nhóm ban về mới chân cứ nhóm ai à, cho một làm việc ba này ok nè mình nè trò đập ai supply bọc cái nhóm mình nhóm trò về hao chân cứ nhóm ai tự ai làm việc ba này ok chân là lời ní cứ dương đa ti làm môi ti làm môi cứ dương lên vẽ gold mode trong đường bay đó này lên vẽ gold mode được hiện đang ấy cứ vẽ gold mode cứ dương lên ban lại ní như cho là cái tham mô đi máu ní này tại đây cứ gồm mốt cho dân lên chập mong pi sai thôi mong đập thôi đập mong cầm pi là nghe này chân về gồm mốt cứ dân lên lên rồi sai chập mong pi sai thôi mong cầm pi là nghe chân đặt lên tập bay đó chân cái đó nhạc đó là thêm gặp chị ban clan là nắng ấy ok chân nhóm toàn lên về gồm mốt đấy chân nhóm toàn bạn clan về thế ok chân chân này ai à ti cầm pi mình ti cầm pi gọi dân set ở xuân mẹ của ta đi kê bạn sao em mua chân là sao ta ui mẹ chân xuân mẹ lại đi
អ្នកនាងចូលមកនេះកន្លែងហ្នឹងនេះគឺកន្លែងឈ្មោះហ្នឹងមកកន្លែងឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងចុចលើរូបថតកន្លែងឈ្មោះហ្នឹងហើយយើងយកពាក្យថា relationship មកអាកន្លែងនេះគឺ soul mate នេះហ្នឹងហើយគឺ soul mate យើងគ្រាន់តែ invite គេចូលឲ្យ soul mate ហ្នឹងមកហើយឲ្យគេឥឡូវខ្ញុំ request ដាក់ account មួយទៀតចំណឹងឲ្យខ្ញុំ accept ខ្លួនឯងអូខេឥឡូវខ្ញុំ request ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅមើលថាខ្ញុំ claim បាននៅគាត់ជាអត់តាន់ claim បានទេនេះឃើញអត់តាន់ claim បានទេអញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំ confirm បើខ្ញុំចូលទៅ confirm សិនខ្ញុំចូលឥឡូវខ្ញុំអ្នកនេះឃើញនេះគឺកំពុងតា waiting ចាំយើង wait for ឲ្យគេ confirm សិនបើយើងអាចនេះមកឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ confirm មួយសិនបើខ្ញុំអាច claim បានអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ confirm ហើយអញ្ចឹងអ្នកនេះឃើញហើយគឺ confirmហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ claim តែម្ដងនេះគឺនេះហ្នឹងហើយគឺ set su mat វិញហ្នឹងគឺមកចូលបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាច claim វាបានហើយអូខេឥឡូវយើងមកដល់ទី8ហើយទី8គឺគេឲ្យយើង complete 30 match អញ្ចឹងគេឲ្យយើងលេងឲ្យបាន30វគ្គ30ដង30 game ហ្នឹងហើយទោះចាញ់ក៏ដោយឈ្នះក៏ដោយវគ្គអីក៏បានដែរវាបាញ់ឡើងបានវគ្គរ៉ែងក្បាលណែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចលេងបាន30វគ្គ30ក្រាមគឺយើងអាចក្លែមអាទី8ហ្នឹងបានហើយអូខេអញ្ចឹងអាទី9គេឲ្យយើង kill 20 player អញ្ចឹងគេឲ្យយើងkill me សម្រាប់ទៅទៅបាន20នាក់បាញ់គេងាប់បាន20នាក់គឺយើងនឹងអាចក្លែមអាទី9ហ្នឹងបានហើយអូខេចំណាយទី10គឺយើងគេឲ្យយើងជួញ one dress អញ្ចឹងគេឲ្យយើងលេងវគ្គ dress អូខេអញ្ចឹងquest boot camp step 6ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកចប់ជាមួយនឹង quest boot camp Chinese New Year step 6ហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាអ្នកគ្នាពេញចិត្ត complete ចុច like ចុច share អ្នកមួយផងអូខេបាយអ្នកគ្នាជួបនេះវីដេអូបន្តបាយបាយកាត់ចិត្តបំភ្លេចបងចោលអូនអើយកាបើដល់ចិត្តនឹងអូនយូរហើយមិនបានបោះក្រោយទៅ